mở hộp đồ chơi mới. Đây là hộp đồ chơi nhà hàng của búp bê Lelia. Wow, rất là dễ thương có đúng không? Đây là một cửa hàng thức ăn nhanh của búp bê Lelia. Wow, có đủ thứ hết các bạn ơi. Không biết có bao nhiêu búp bê đi kèm trong bộ đồ chơi này đấy. Phía sau đây các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy mở ra thôi. Wow, có rất là nhiều thứ bên trong đây. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh Good Morning Việt Nam để nhận được thông báo khi có video mới nha. Bạn này thật là xinh đẹp làm sao. Một số đồ ăn ở đây luôn. Hamburger. Và đây là những cái ly đựng nước Coca-Cola. Rồi đây là hamburger nữa. Và đây là một cái đùi gà chiên. Wow, còn quá.
một cái máy đựng nước Coca-Cola. Bây giờ mình sẽ dán giấy dán lên nha. Bản hiệu của nhà hàng là Lelia Dream Madonna. Bây giờ mình sẽ dán vào đây. Wow, nhìn đã quá các bạn ơi, giống nhà hàng thật chưa? Cái này giống nhà hàng KFC đó các bạn, hoặc là McDonald's đó. Đây là máy làm nước ngọt mini. Rồi mình sẽ dán cái nhãn hiệu lên đây luôn. Đó, mini coffee machine. Đây là cái nút màu đỏ có chữ press. Để mình ấn vào thì Coca-Cola nó sẽ chảy ra đó các bạn. Ở các tiệm thức ăn nhanh của nước ngoài thì người ta hay có những cái máy này đó các bạn. Rồi, đẹp quá. Rồi, đây là một cái quầy tính tiền đây các bạn ạ. Mình sẽ đặt phía bên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục dán cái giấy này vào đây. Cũng đã dán được rồi. Đây là những cái gà chiên. Có 4 cái gà chiên. Rồi phía bên đây là những cái khoai tây chiên. Rồi đây là bánh hamburger. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh Good Morning Việt Nam để nhận được thông báo khi có video mới nha. Bánh mì hot dog. Wow, ngon quá các bạn ơi, super good luôn. Các bạn, đây là những cái hộp giấy để khi mà khách có mua đem về thì chúng ta có cái hộp giấy như thế này. Rồi, để lên đây luôn. Còn đây một cái hộp màu xanh nữa. Ok, vậy là nhà hàng của chúng ta đã được hoàn tất, đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Em tới rồi đấy, em cũng đói bụng nữa. Thôi bây giờ chúng ta đi ăn đi. Ủa anh Khen, sao chạy hoài vậy? Tới nhà hàng rồi. Khen này đã bảo là tới rồi mà cứ chạy vòng vòng hoài, đói bụng quá. Anh Khen à, anh ăn cái gì? Em muốn ăn hamburger. Chào mừng quý khách đã đến nhà hàng của chúng ta. Quý khách có thể lựa chọn thức ăn tùy ý trên bảng menu đó. Video của mình đến đây.
để nhận được thông báo khi có video mới nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.